Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sự. Và sau đây là tin Lộ Ảnh Nhã Phương mặc váy cưới trong Tuổi Thanh Xuân 2. Đoàn phim truyền hình Tuổi Thanh Xuân 2 hiện vẫn đang ghi hình tại Hàn Quốc. Thông tin cập nhật từ ekip sản xuất cho biết, những phân đoạn quan trọng của bộ phim Yun Su, Ken Channel đóng và Linh Nhã Phương đóng đã gần được hoàn thiện. Sáng ngày 9 tháng 6, một bức ảnh được cho là hậu trường cảnh quay đám cưới của Linh đã được hé lộ. Theo đó, Nhã Phương mặc váy trắng, tay cầm bó hoa tươi, tóc buộc sau gáy duyên dáng. Quang cảnh xung quanh là màu đồng cỏ thoáng đãng. Nhiều khán giả cho rằng đây có thể là cảnh nhân vật Linh tổ chức hôn lễ ngoài trời với Yun Su. Bên cạnh bức ảnh gây xôn xao này, ekip sản xuất Tuổi Thanh Xuân 2 cũng tung ra loạt poster bắt mắt của hai nhân vật chính. Nổi bật giữa những khung cảnh bắt mắt, bộ đôi diễn viên Nhã Phương Ken Channel gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ. Ken Channel đã nhuộm tóc màu nâu vàng, chứ không để đen như phần 1 Tuổi Thanh Xuân. Trong khi đó, Nhã Phương cũng ăn vặn chững chạc và đầm thắm hơn phần đầu. Tuổi Thanh Xuân 2 có nội dung nối tiếp phần 1, trong đó mối quan hệ của Linh và Yun Su vẫn là điểm nhấn đặc biệt của phim. Nam tứ Hồng Đăng trong vai Khánh không tham gia vì vướng lịch trình cá nhân, tuy nhiên sẽ có thêm một nhân vật mới xuất hiện xen vào phá hoại chuyện tình của Linh, Yun Su. Sau khi kết thúc cảnh quay ở Hàn Quốc, đoàn phim sẽ di chuyển về Việt Nam để hoàn thành nốt các phân đoạn còn lại. Tuổi Thanh Xuân 2 dự kiến ra mắt vào cuối năm 2016. Và tiếp theo, Nhã Phương gợi cảm bất ngờ trong Tuổi Thanh Xuân 2. Ngày 30 tháng 5 vừa qua, nữ diễn viên Nhã Phương đã bất ngờ chia sẻ trên Facebook một hình ảnh gợi cảm với chú thích đang quay hình trong một bộ phim Tuổi Thanh Xuân 2. Ngay lập tức, nhiều fan đã chia sẻ hình ảnh và dành cho nàng Linh những bình luận tích cực. Ở phần 1 của Tuổi Thanh Xuân, Nhã Phương giữ hình ảnh xinh xắn nhí nhảnh. Đến phần 2, Nhã Phương có phần trưởng thành và chững chạc hơn. Từ mái tóc, trang điểm cho đến phong cách ăn mặc đều thể hiện sự khác biệt rõ ràng. Tuổi Thanh Xuân 2 đã bắt đầu quay hình từ giữa tháng 5 năm 2016. Tuy nhiên, đến tận ngày 22 tháng 5 thì Nhã Phương mới có mặt ở Hàn Quốc để thực hiện phân đoạn đầu tiên. Ở phần 2 này có khá nhiều thay đổi về mặt diễn viên. Hồng Đăng rút khỏi đoàn trong khi người đẹp Yun Hye-na tham gia với pha người thứ ba, pha đám mối quan hệ giữa Linh, Nhã Phương và Yun Su, Ken Channel. Chia sẻ về việc tiếp tục đóng vai nam chính cho Tuổi Thanh Xuân 2, Ken Channel cho biết anh rất vui mừng vì đã được nhà sản xuất tin tưởng. Với Ken Channel, việc được tham gia Tuổi Thanh Xuân 2 là một niềm vui lớn. Ken Channel hứa sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục mang lại thành công cho phần 2 của bộ phim và để đáp lại tình cảm mà khán giả dành cho mình. Riêng Nhã Phương, cô chia sẻ, đã không giấu được niềm vui ngay khi nhận được lời mời đóng phần 2. Nhã Phương thổ lộ sau khi Tuổi Thanh Xuân 1 phát sóng, công việc của cô đã thay đổi theo chiều hướng tốt dần lên. Tuy nhiên vì quá nhập tâm, Nhã Phương đã tốn rất nhiều thời gian để thoát khỏi hình ảnh nhân vật Linh. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.